Xin chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn hệ thống camera an ninh giám sát chuyên nghiệp lắp đặt tại khu công nghiệp V-Ship Bắc Linh với tổng thể 32 mắt được truyền ra màn hình TV 55 inch. Camera có độ phân giải Full HD 2.0 megapixel. Ở đây chúng ta có một con camera được lắp đặt trong thang máy. Hệ thống bao gồm 32 mắt. Hệ thống này là toàn bộ là hệ thống camera IP lắp đặt tại khu vực bao quanh tòa nhà, khu vực hành lang, khu vực sảnh, khu vực văn phòng, nhà bếp. Ngoài ra với màn hình xem trực tiếp từ đầu ghi đặt tại phòng server thì hệ thống cũng chia ra một cái màn hình để xem